Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục đi quay đồ cho các bác xem. Thì trước mắt các bác là một con đen lông PMA 1500 RE. Con này có giá ngoài 12 triệu. 8 ohm là 70W. Đó, rất là đẹp nha các bác nhá. Đây, trước mặt nó đây. Nó còn bụi này. Em thấy ở đây nó bụi. Đó, trên mặt thì có bát chép và ba lăng Power Pre Reject. Con này thì không còn khiển nhé các bác nhé, một máy không thôi. Viền đằng sau thì nó cũng bị xước đây. Ở đây không phải là xước các bác ạ, mà đây là bẩn lau đi là hết này. Đây, em quay đằng sau cho các bác xem. Con này thì là Made in Japan. Made in Japan. 295W, điện 100V, 50 đến 60 Hz. Model PMA 1500 RE. Có cả cổng ao của cái jack 3.5 nhé các bác nhé. Đây, trên này nó cũng bị xước này. Con này sản xuất năm 2014. Số series nó này 2656 này. Đây đánh A hoặc B thì 4 đến 16 ohm, mà đánh A cộng B thì 8 đến 16 ohm, và đánh BY thì nó 4 đến 16 ohm. Đấy, hai cầu loa của A và cầu B. Đấy, có cả pre out nữa nhé các bác nhé. Pre out này. Power in này. Và các ngõ vào thì có flow CD, tuner và AUX. Và network cũng được này. Đấy, từ network này. Rack out này. Và đây là cái cổng để chơi flow. Dây tránh làm nhiễu ấy. Ở đây có MM và MC. Hai nút này. Tổng chọn của Polo. Đó, con này là nó cũng không được hoàn hảo cho lắm, kể nó có xước này. Còn giá nó cũng rất là đắt nhé các bác nhé, không hề rẻ. Đó, một con Omni đen lông 1500 RE, mặt trắng phay nhôm. Đây là cổng chọn các ngõ vào. Rack này, network này, flow CD, tuner và AUX. Mặt nó thì rất là đẹp, mặt thì không bị xước như là gì. Có cái volume này thì nó bị một tí này. Nhưng em nghĩ đây là bẩn đấy chứ không phải là xước đâu. Con này lau đi là rất là sạch và đẹp đấy các bạn. Đó là một con Omni đen lông 1500 RE. Và tiếp theo nữa là một con Marang PM62. Con này thì 4 ohm là 240W, 6 ohm là 200W và 8 ohm là 160W. Con này có giá ngoài 5 triệu, bảo hành 3 tháng. Đây, volume tổng này, ngõ chọn cổng vào này, rất là đẹp. Đây, bát chát. Một con Marang PM62. Dòng Marang này thì nó tiếng nó rất là mềm. Con này vẫn còn khiển nhé các bác nhé. Con Marang này sản xuất năm 1993. Rất là đẹp. Đó, và tiếp theo nữa là một con Victor. Con Victor AX900 này. Đấy, bát chép. Con Victor AX900
sản xuất năm 1983. Được 300W nha các bác nhé, bảo hành 3 tháng. Đây là các cổng chọn vào và đây là tab rec play. Volume mặt đen thì cũng khá là dày dặn đấy các bác ạ. Đây là một con Victor AX9000 và bên trên thì có một con Lukman T300V. Con này là FM hoặc là AM. Bên trên nó thì nó bị để cái gì nên nó bị dính sơn như cái gì ấy các bác ạ. Hồi gỗ này thì nếu bác nào mua thì em nghĩ là về Việt Nam đánh đi sơn lại cho nó bóng bẩy. Con này có giá ngoài 5 triệu nhé các bác nhé, bảo hành 3 tháng. Mặt mũi bên trong thì nó cũng khá là bụi. Cái này mà nếu bác nào mua thì phải về tháo ra và lau đi. Đó. Và tiếp theo nữa thì em lại quay ông ni cho các bác xem. Đây có con Yamaha CA2000. Con này rất là đắt các bác ạ, tầm 25 triệu. Bảo hành 1 tháng. Sản xuất năm 1976. Như con CA2000. Mặt mũi này rất là đẹp. Con này thì tất cả xung quanh là gỗ nhé các bác nhé, hộp vỏ gỗ này. Đấy, rất là đẹp. Quay đằng sau cho các bác xem. Đây các bác ngõ vào này, input này, follow này, follow 1, follow 2, tuner, aux, và tab, break out, pre out này. Đấy, rất là nhiều cổng. Con này thì 300W. Con này của Japan, made in Japan. Số seri thì có 5 số thôi. Đó, và có hai cầu loa A và B, 8 đến 16 ôm, và đánh cầu A hoặc B thì 4 đến 16 nhé các bác nhé. Con này nó cũng khá là nặng, ngoài 20 cân. Đấy, tất cả hồi gỗ vẫn đẹp lắm các bác ạ. Đấy, em quay các bác xem, hồi gỗ vẫn đẹp, không bị xước sát tìm mấy. Giá nó cũng khá là đắt. Đó, tổng thể nhé các bác nhé. Có hai đèn vu trước mặt này. Đó, và tiếp theo nữa là một con Sansui AX1. Con này có giá ngoài 16 triệu, 320W là 8 ohm nhé các bác nhé. Con này rất là dày, dày khoảng 20 phân. Đây, cổng chọn loa này, và đây là bát ấy. Và đây là check. Đây, ngõ vào đây, rất là nhiều ngõ vào ở bên này nhé các bác nhé. Đó là một con Sansui AX1. Con này nó nặng quá, em không xoay được ra đằng sau, quay cho bác xem. Ở bên dưới có một con Tech V1010. Con này có giá khoảng ngoài 3 triệu một tí. Bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 1993. Con này chạy băng cassette. Mình quay lại cho trong cho các bác xem. Rất là mới nha các bác nhé. Con này là của Tech này. Khá là đẹp. Em thấy con này khá là đẹp đấy. Những mặt nó rất là đẹp. Nó tầm khoảng 7 8 cân gì đấy. Vẫn còn là 8 lô này. Đây đằng sau đây. Nay out ra được hai cổng nhé các bác nhé. Ở đây là nay in, em xin lỗi các bác. Nay in và nay out.
RCA. Con này thì made in Taiwan ở Đài Loan. Đó là một con Tech 1010. Và em cũng có mấy con, nên em đi có mấy con như vậy thì em đã quay cho các bác xem. Các bác thích con nào thì hãy liên hệ với em qua Zalo của em 0967815285. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo của em ạ. Em xin kính chào các bác ạ.